À, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ ép con AMS nha anh em. Rồi. Nó bê hết đoạn này ha. Là tiến hành một khoảng nóng nha. Khoảng nóng để tháo cái màn hình ra ha. Oppo AMS. Cực kỳ nhẹ nhàng nha anh em, mấy màn hình này mình tháo mạnh tay rất là nguy hiểm nha, đốm một phát là xong luôn á. Cho vô mấy cái viền rồi đi, đây là cái nước tách nha anh em, nước tách ha, nước tách ron màn hình. Có cái nước này vô thì cái màn hình nó tự động ở nhà đó anh em, nó sẽ nhẹ, công việc nó rất là nhẹ nhàng cho anh em nha. Rồi, gần như lên luôn rồi nha. Và mình có một cái dụng cụ hỗ trợ nữa, đó là một cây thấp màn hình, cho màn hình nó sáng cho anh em dễ coi. Thực sự để nó màn hình sáng là nó rất là hay đó, anh em đều phải chọn vô phản quang nha, nếu vô phản quang thì mình biết dừng lại ngay đó. Và tới đây rồi thì anh em dùng miếng phim ha, mấy cái miếng ép kính này ở trong keo OCA đó, lắp nhẹ, cộng thêm bổ sung một tí nước 530 nữa thì màn hình nó ra cực nhẹ luôn. Anh em nào mà ở gần khu vực Cát Tiên đó, gần nhà mình á, có nhu cầu ép kính thì cứ đem tới nha, làm nhanh gọn cho anh em nha. Làm nhẹ nhàng cho nó ra hết mấy cái bài dớ. Xịt ít thôi anh em, xịt nhiều quá nó vô phản quang, nó công vệ sinh lại. Nước ra vô phản quang nó bay thôi, từ đêm 30 thì nó nhẹ hơn nước tách thì nó sẽ ra hết rồi. Đó, à, rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, giờ tới công đoạn là anh em tháo nắp sau ra nha. Cẩn thận cái phần tay, cẩn thận phần tay nha anh em. Phần tay ngay đây, cậy cái phần tay ra anh em. Ok. Rất nhẹ nhàng. Tiến hành tháo ốc nha nè. Ép cái này nói chung là tầm gần nửa tiếng là xong nha nè. Cả công đoạn tháo màn hình cũng như là sạc keo anh em. Mấy này ngày trước cũng có là tháo ra một lần, không biết thợ trước nó làm cái gì chứ không biết. Tính là ép kính này cũng dễ thôi anh em. Anh em xem video này nếu mà thực sự yêu nghề ép kính thì vẫn có thể tham khảo học được nha. Anh em nào ở gần khu vực mình muốn học nghề cứ tới tiệm ha. Mình sẽ nhận. Tháo luôn pin luôn. Cậy dưng pin lên nha anh em. Rồi, sao kết màn hình đây. Mang mà
này bế nó dùng tương đối là nặng nha em, bế tương đối nặng nha, không phải đơn giản. Bế nhì thì nó dễ làm hơn, bế nặng là rất dễ đổ mực, làm không cẩn thận là mực đổ ngay. Còn nếu không đều anh em bế từ từ nó ra, không dùng lực nha, nó ném nó tự ra thôi, dùng lực là nó sẽ bể màng ngay. Ép kính thì mình không có thời gian bóp clip đều nha anh em, hay lâu lâu có cái nào rảnh rảnh á mình bóp cho anh em xem đi vui, chứ mình không có chuyên bóp ép kính, chủ yếu là bán máy thôi. Màng này màng thay rồi nha anh em, màng này có thời trước thay rồi, màng bể rất là nặng. Muốn tách này ok thì anh em phải dán một lớp keo lên, lấy keo trong cắt dán lên nha. Lên qua cho nó đều, dùng con len keo OCA, lấy keo thường thôi, keo dán thùng này anh em, dán lên cho nó lắp những cái trụ bê, khỏi trường hợp màng dân như lúc ta cắt. Đó là đúng quy trình của ép kính luôn em. Cắt bỏ đó, ok. Rồi bây giờ là chúng ta tiến hành cắt nha đó, cho lên bàn cắt là mình cắt mấy cái lốp ra nó không bị bê, nó cắn vô màn hình đó, là mình sẽ cắt à, từ đâu ra xuống được. Ngay đây bê quá thì mình không nên cắt gì đó ha. Cắt từ cái này xuống. Và trước khi cắt hãy vệ sinh sạch hết toàn bộ nha anh em. Vệ sinh phải nói sạch cái ròn này, chúng ta đã dính vô phim nha. Má anh em mới cắt kính không quen là dễ rất ăn vô phim. Vệ sinh sạch ròn, keo ròn cũ thì anh em cắt không bao giờ dính phim hết. Đây là clip mình chỉ bài bản luôn cho những bạn chưa biết ép kính. Chỉ bài bản cho anh em luôn. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh của mình nha. Sạch cái ron keo cũ này. Không có chừa một cái gì hết ha. Thì anh em đưa cái đường cắt nó sẽ rất là sát. Rồi, bây giờ là mình cho lên bàn cắt nha. Leo sơn nó sạch nha anh em, cũng tạm thời sạch ạ, leo sơn nha. Dùng cái nước 530 nha anh em, 530 ha, leo sạch trơn liền. Màng đây có
tóc là ép lại rồi sao? Giờ là công đoạn test lại nha anh em, test lại màn hình trước khi đưa đi ép ha. Test lại thử coi nó còn ok không. Màn ok anh em. Đây là những công đoạn mà một người kỹ thuật cần phải làm nha. Ép kính cần phải test lại màn hình trước khi mình tách xong, cũng như vệ sinh để mình ép tấm kính mới vô. Đó là tấm kính A12, nó trùng với lại Realme Oppo A5S luôn. Đó, trùng khít nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi dán keo nha. Mình dán lớp keo ra xong rồi mình vuốt luôn. Cảm ơn, ok nha. Đó, màn còn rất là đẹp ha. Cảm ơn, ok. Rồi, mình đi dán keo ạ. Ok, mình dán keo xong rồi nha. Bây giờ mình tiến hành tách nguồn đi. Bây giờ là cái khâu vệ sinh này cực kỳ luôn, để mình sẽ dán màn hình và đi ép chỉnh cái màn hình này làm cái khung đều nha anh em. Leo sạch không, khâu này là rất kỹ, chỉ cần dính một hạt bụi thôi là cái màn anh em ép ra nó sẽ xấu và phải ép lại nha. Đây anh em, tấm kính mới đây đã dán keo. Bây giờ mình lột keo mình cho vô khuôn nha. Canh chung nha nè. Chấm nhẹ một cái thôi. Rồi, anh em mình cho đi vô máy ép nha. Bật máy ép lên nè. Để ngửa lên nha anh em. Cho vô ha. Coi thử sạch chưa. Ngược lại lần nữa nè, vẫn chưa thấy sạch máy.
Ok, cho vô máy hấp coi. Đoạn giữa. Nói chung gần sạch hết rồi. Hấp tiếp phát nữa. Chờ tí nha nè. Ok nha anh em, đẹp ha. Rồi, tiến hành ráp máy nha anh em. Dán cái máy lại nha anh em, dán màn lại ha. Đó, nó khít đẹp. Ok, giờ mình sẽ bắt nguồn lên. Test lại cảm ứng thôi, xong rồi dán nếp sau là xong nha. Đó, lên rất ok nha anh em. Màn đây là lúc mình chưa ép nha anh em. Lúc chưa ép ha. Nó bể như thế này. Lúc mà tách keo này nó tan quang như thế này anh em. Và lúc sau này thì nó đẹp như thế này ha. Rồi, cảm ơn, ok nha anh em. Anh em có màn bế muốn ép alo cho mình nha, hay là thay màn hình gần nhà cứ đem tới trực tiếp cửa hiệu của mình nha, ngay các tin Lâm Đồng mà mình sẽ làm cho anh em nha. Anh này giờ mình dán nếp lại nữa là xong. Thằng ấy chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo nha.